từng có. Nào mình cùng nhấc tay lên nào, rồi chìm đắm với điệu nhạc. Nào mình cùng hét lên lên nào, để làm chút mất một phiền. Hey, put your hand. Mùa nước lên đỉnh
chia buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi giữa dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi. Uống chung nhau chén tình ngất ngây để quên thương đau. Quê hương em con gái ao bà ba cánh mạ non, câu ca dao trên lúa bôn ngàn năm hơn vẫn còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đông cho thật tràn chén tình đậm đà mến thương. Quê hương em con gái ao bà ba cánh mạ non, câu ca dao trên lúa bôn ngàn năm hơn vẫn còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đông cho thật tràn chén tình đậm đà mến thương. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đông cho thật tràn chén tình đậm đà. Xin được trân trọng đón chào toàn thể quý vị khách quý và quý vị khán giả đến với không gian của âm nhạc, của nghệ thuật, của tuổi trẻ, của sự sáng tạo và tài năng. Live show Country and Dance. Xin được trân trọng giới thiệu cùng với quý vị giọng ca Châu Ngọc Linh, cùng với nữ ca sĩ trẻ Châu Ngọc Tiên. Đây là hai nữ ca sĩ, và thưa với quý vị thêm, để quý vị nếu chưa biết thì biết đây là hai chị em ruột, cùng là những giọng ca nối truyền của hai nghệ sĩ quý vị đã rất yêu mến, đó là nghệ sĩ Châu Thanh và nghệ sĩ Ngọc Huyền Châu. Bây giờ thì Tuấn Anh xin được nhường lời cho Châu Ngọc Linh và Châu Ngọc Tiên có đôi câu thưa và chào với tất cả các quý vị khách quý và quý vị khán giả. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên cho phép Châu Ngọc Tiên xin kính, cũng như chị Châu Ngọc Linh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng ạ. Châu Ngọc Tiên rất vui, rất hạnh phúc và rất vinh dự khi được tất cả quý vị, các cô chú, anh chị đến đây ủng hộ cho Châu Ngọc Tiên và chị của Tiên là Châu Ngọc Linh. Và Tiên xin cảm ơn các cô chú nhà báo trong khoảng thời gian qua đã đưa tin tức của đêm diễn đến khắp mọi nơi. Và đặc biệt là Tiên và chị Linh xin cảm ơn ba mẹ đã luôn hết lòng lo lắng cho tụi con để có được đêm diễn ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Với các tài năng trẻ tôi luôn luôn dang rộng vòng tay yêu thương cũng như trái tim hâm mộ nghệ thuật, để quý vị có thể tạo điều kiện, tạo sân khấu, tạo sân chơi cho các ca sĩ, các nghệ sĩ của chúng ta có thể sáng tạo và biểu diễn cống hiến hết mình, đúng không ạ? Và chắc chắn ngày hôm nay sẽ hứa hẹn rất nhiều điều hay, hấp dẫn và thú vị từ Châu Ngọc Linh, Châu Ngọc Tiên và cả từ các vị khách mời rất là gần gũi và thân thiết với Châu Ngọc Linh, Châu Ngọc Tiên và với cả gia đình nữa. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khám phá và cùng thưởng thức. Trước tiên là phần ghi thêm nhiều dấu ấn của cô em Châu Ngọc Tiên lựa chọn dòng nhạc dance rất là sôi động, rất là lôi cuốn và rất là hấp dẫn. Xin kính mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức và chúng ta sẽ cùng dành thêm một tràng pháo tay cho phần biểu diễn riêng của Châu Ngọc Tiên trong chương live show này. Một ai đã trở nên chật chội.
và em giờ đây bỗng giống như người thừa, dù cho em từng là người đến trước. Giờ thì em phải như thế nào để về nơi ta chưa bắt đầu? Em không thể nào quên hết đâu những lúc ta hôn nhau thật lâu. Dù không muốn em vẫn phải đi, bởi vì bên anh đâu nghĩa gì. Anh rồi còn ai khác phải lo, tim anh chợt có em chen vào không được.
nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong cho hoa không phải sắc hương. Những bông hoa kia mau phai tàn, rụng tà tơi trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim dặn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Trời nắng vui chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sao nay anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mỗi duyên xưa tình này chỉ là mộng thôi, em nghe như chân đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Em nhớ chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những mộng thôi. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nắng. Chỉ là mộng thôi, em nghe như trăng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin được kính mời tất cả quý vị khách quý và quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ở trên sân khấu. Xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị cùng chào đón nam ca sĩ đẹp trai Quách Thành Danh. Dạ, kính thưa quý vị, Quách Thành Danh là giọng ca đầu tiên, là khách mời đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay với rất nhiều các vị khách mời. Quý vị đã biết tới Quách Thành Danh qua nhiều những ca khúc, nhiều những phần biểu diễn có cả sôi động, có cả ngọt ngào, trữ tình, sâu lắng và truyền cảm. Thì với chương trình ngày hôm nay, với riêng live show của hai ca sĩ trẻ, thì một người đã có nhiều những cái tình cảm yêu mến của quý vị khán giả rồi, thì anh sẽ chia sẻ và cảm nhận điều gì? Dạ, thưa anh Danh. Thực sự ra cũng không bất ngờ lắm đối với hai em Châu Ngọc Linh và Châu Ngọc Tiên à. Tại vì có lần đi diễn chung với chú Châu Thanh thì vô tình được nghe Châu Ngọc Tiên hát. Và Danh đứng dưới, lúc đó cũng chưa biết là con của chú Châu Thanh đâu. Và nghĩ là ô sao bé nào mà nhỏ mà giọng hát rất là nội lực, truyền cảm nữa, một cách biểu diễn rất là dễ thương. Tức là rất là hay đúng không ạ? Đúng ạ. Với cái quá trình cộng tác dù là ít thôi để song ca một ca khúc trong chương trình ngày hôm nay với khách mời là anh Quách Thành Danh thôi, thì bước đầu anh nhận xét thấy cái cách làm việc cũng như là cái phong thái, cái sự nỗ lực và cố gắng, thì trong tương lai Châu Ngọc Tiên có cần phải cố gắng nhiều hơn hay nỗ lực nhiều hơn hay thay đổi gì để có thể thành công và được quý vị khán giả yêu mến không? Thì đối với cảm nhận của Danh thì Danh rất là cảm thấy thích cái làm việc của hai cô này. Rất nghiêm túc trong nghề nghiệp và là một ca sĩ có nội lực thực sự. Bây giờ Danh thấy nhiều người đẹp xinh nhưng mà hát không được tốt lắm, nhưng mà hai cô này thì hai chị em hát đều hay. Con phố có anh và anh, nhìn dòng người đang bước đi thật nhanh, làm cho anh nhớ đến em nhiều hơn, nhớ đến những gì mà ta đã có. Em giờ đang hạnh phúc ở bên cạnh ai, mà người nào hay mỗi đêm ở đây, mỗi đêm con phố vắng anh chờ ai, chờ đợi em đó. Dù biết đã làm anh vẫn không ân hận, nếu tròn lại anh vẫn xin tròn em, lòng anh vẫn mong một ngày mai đang anh, rồi em sẽ biết người yêu em là anh. Chờ đến cả đời anh vẫn không ân hận, vì biết được rằng chỉ ở bên cạnh em thì anh mới yêu thật lòng không gian dối. Về với anh đi người ơi.
trên con phố có anh và anh. Nhìn dòng người đang bước đi thật nhanh, làm cho anh nhớ đến em nhiều hơn, nhớ đến những gì mà ta đã có. Em giờ đang hạnh phúc ở bên cạnh ai, và người nào hay mỗi đêm ở đây. Mỗi đêm con phố vắng anh chờ ai, chờ đợi em đó. Dù biết đã làm anh vẫn không ân hận, và nếu tròn lại anh vẫn xin tròn em. Lòng anh vẫn mong một ngày mai đã ngắm, rồi em sẽ biết người yêu em là anh. Chờ đến cả đời anh vẫn không ân hận, vì biết được rằng chỉ ở bên cạnh em thì anh mới yêu thật lòng không gian dối. Về vai anh đi người ơi, dù biết đã làm tròn lại anh vẫn xin tròn em, lòng anh vẫn mong một ngày mai đã ngắm, rồi em sẽ biết người yêu em là anh. Chờ đến cả đời anh vẫn không ân hận, vì biết được rằng chỉ ở bên cạnh em thì anh mới yêu thật lòng không gian dối. Về vai anh đi người ơi. Bao năm xa nhà, chiều qua
ghé thăm nhà em. Nhưng em yêu đâu rồi, còn chẳng mái tranh niềm liền. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từ dòng sông tim ngắt. Nói em theo chồng em đã quên câu thề, lòng anh thấy ngạo nghễ. Rất cảm ơn hai em đã mời anh đến chương trình này, là rất là vui khi đã được chú Cho Thanh đã tin tưởng gửi gắm hai em cho anh Danh, và cũng mến chúc hai em trên con đường nghệ thuật thật là vang danh và được mọi người yêu thương như ba của mình. Và xin một tràng pháo tay nữa cho Ngọc Tiên và cho Ngọc Linh ạ. Và thay lời cảm ơn em xin tặng gửi tặng anh Danh bó hoa. Yeah. Anh đã nói rằng anh cũng chỉ cần em ở bên. Dẫu bao nhọc nhằn vì em, anh vẫn sẵn sàng. Bóng anh nỡ đành quên bao lời hẹn hò hôm qua. Bởi vì người ta khiến cho anh đã thay đổi lòng. Anh cứ đắm chìm bên duyên mới, tìm vui với ai. Để em đêm ngày nước mắt cứ mãi lăn dài. Giờ khi anh đi đâu còn tiếc chi đến em ở đây. Bao đắm cay riêng mình em lặng lẽ nơi này. Nhớ anh lòng em tê tái, không biết khi nào em mới lãng quên đi anh. Khi nào giấc mơ mới lần đành lòng anh. Anh ấm em bên cạnh ai nào biết nơi này. Có đôi lần em mơ thấy hai đứa như ngày xưa ấy, rồi em bật khóc sao vẫn yêu anh như vậy. Bao lời hẹn hò hôm qua. Bởi vì người ta khiến cho anh đã thay đổi lòng. Anh cứ đắm chìm bên duyên mới, tìm vui với ai. Để em đêm ngày nước mắt cứ mãi lăn dài. Giờ thì anh đi đâu còn tiếc chi đến em ở đây.
đàn ấm êm bên cạnh ai nào biết nơi này. Có đôi lần em mơ thấy hai đứa như ngày xưa ấy, rồi em bật khóc sao vẫn yêu anh như vậy. Có đôi lần em mơ thấy hai đứa như ngày xưa ấy, rồi em bật khóc sao vẫn yêu anh như vậy. Khoan mình cây đùa biết mấy ân tình nói cho vừa, dưới hàm dừa cao bóng ban trưa tình mình trao nhau nhớ nhung gì chưa. Quê hương giờ đây đổi mới, niềm vui rộn rã nụ cười, chợ khuya hò mai nổ ngược xuôi lối tới. Đường xưa nhà tranh vách lá, vào ra còn có mẹ già, bà con thôn xóm thơ thà, tôi lửa tắt đèn tình cảm đậm đà. Người bỏ quê hương có bao giờ quê hương bỏ trăng thanh muôn đời soi bóng dòng nước xanh, gió thổi cây cành gió cua mình, gió lùa hàng cao gió lao sao, tình đẹp quê hương chớ quên người khoan mình cây đùa biết mấy ân tình nói cho vừa, dưới hàm dừa cao bóng ban trưa tình mình trao nhau nhớ nhung gì chưa. Quê hương giờ đây đổi mới, niềm vui rộn rã nụ cười, chợ khuya hò mai nổ ngược xuôi lối tới. Đường xưa nhà tranh vách lá, vào ra còn có mẹ già, bà con thôn xóm thơ thà, tôi lửa tắt đèn tình cảm đậm đà. Người bỏ quê hương có bao giờ quê
quê hương bỏ người. Một ánh trăng thanh muôn đời soi bóng dòng nước xanh. Gió thổi cây cành, gió khua mình, gió lùa hàng cao, gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Gió thổi cây cành, gió khua mình, gió lùa hàng cao, gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Gió thổi cây cành, gió khua mình, gió lùa hàng cao, gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người. Gửi cho ca sĩ Chế Thanh một bó hoa tươi thắm và xin cảm ơn ca sĩ đã đến đây để góp vui thêm cho chương trình hôm nay ạ. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung lối. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời như không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chấp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chấp cánh bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng.
cách chia nào chẳng đau lòng. Và mời anh nán lại một đôi chút, tại vì vừa rồi có Châu Ngọc Linh song ca cùng và đứng cùng sân khấu mà tặng hoa tặng bông cho anh nữa, nên là em không có thể đại diện cho các quý vị khán giả của chương trình ngày hôm nay hỏi anh một đôi câu được, vì sợ là không khách quan. Bây giờ thì xin anh thưa với các quý vị khán giả và nhận xét riêng cái cảm nghĩ của cá nhân mình thôi với giọng ca của Châu Ngọc Linh trong chương trình ngày hôm nay, người đã vừa song ca với anh đấy ạ. Dạ. Trong quy luật cuộc sống và ngành nghề nào cũng vậy, người ta thường nói là tre tàn thì măng mọc, nhưng ở đây có một sự đặc biệt hơn, tre chưa tàn mà măng đã mọc. Chế Thành muốn nói đến gia đình anh Châu Thanh. Tên chủ tuổi anh Châu Thanh đến hôm nay vẫn còn rất là mạnh trong giới mộ điệu cải lương, tức là tre chưa tàn. Nhưng hai búp măng đã mọc, không phải một búp mà hai búp, đó là Châu Ngọc Linh và Châu Ngọc Tiên. Chế Thành rất là xúc động trước sự trưởng thành của hai cháu. Chế Thành mong là hai cháu chắc chắn sẽ thành công, nối tiếp con đường sự nghiệp của anh Châu Thanh. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ca sĩ Chế Thanh rất nhiều. Và với cái lời động viên tinh thần vừa rồi thì chắc chắn hai cái búp măng mới này sẽ ngày một nỗ lực cố gắng và khẳng định mình hơn, đúng không ạ? Xin được cảm ơn ca sĩ Chế Thanh rất nhiều. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt của tất cả quý vị ạ. Vé số đây, vé số đây. Trời ơi bà con, anh chị, cô bác ơi, làm ơn mua giùm em tờ vé số đi. Sáng giờ em đi quá trời luôn, đi muốn rã cặp giò mẫu mai, mua giùm em tờ vé số nào hết trơn á. Tội nghiệp em dữ lắm, em bầu bị vậy nè, mà thằng chồng của em nó khốn nạn lắm, nó cứ nhậu hoài mà đi từ sáng tới giờ không ai mua giùm em á. Anh chị, cô chú anh chị làm ơn mua giùm em tờ vé số đi, có ai mua giùm em tờ vé số không? Anh mua giùm em tờ vé số đi anh. Không mua đâu chị. Mua giùm em tờ vé số đi anh. Không mua. Mua đi mà anh. Trời ơi, cái trời mới sáng sớm gặp cái bụng bầu thế xui rồi, kiếm đường khác đi thôi. Mua vé số đi anh. Ấy ơi, ấy có bầu mà ấy đứng cái tướng xì tin quá. Khép lại cho tôi qua cái được không? Mua giùm em tờ một khép không? Hai khép không? Tôi trung qua. Trời ơi anh ơi, lớn rồi mà sao chơi dại vậy anh? Vậy mới vừa với bà. Đứng lại. Anh có tin là anh bước thêm một bước nữa là ở đây xảy ra án mạng không? Chị nói gì tôi không hiểu vậy trơn hả? Là tôi tự dừng ở đây cho anh coi, tao không mua giùm tôi vé số nè. Chị nói chuyện ngộ quá. Buôn bán là quyền của chị, mà mua hay không là quyền của tôi. Nín. Nhưng mà tôi nín. Nín làm dữ. Trước khi nói chuyện với anh, tôi xin phép chào anh. Bà chào quá làm thấy ghê không? Chào chú đi con. Dạ con chào chú. Chú chào con. Sao nhỏ không ở nhà đi đi buôn bán với mẹ chị cho nó cực khổ vậy? Anh kiếm ai vậy? Ủa con chị đâu? Ở trong này nè. Nói chuyện ở trong bụng. Trời ơi em dạy nó từ hồi nhỏ, ở trong bụng như vậy em mốt ra đời nó mới biết lễ phép với người ta đó anh. Wow, chuyện lạ mà có thiệt nha. Dạ anh mua giùm em tờ vé số đi anh, em khổ lắm anh. Khổ chồng sao? Em chết rồi. Chồng chị chết? Dạ. Chồng chị chết bao lâu? Một năm. Rồi chị có bầu mấy tháng? 6 tháng. Em nói lộn, chồng em chết 6 tháng, em có bầu 1 năm. Đó, thà chị nói vậy đi. Trời ơi. Ủa vậy em chữa trâu hả anh? Chị hỏi ngộ quá, tôi có chữa hồi nào đâu tôi biết. Anh mua giùm em tờ vé số đi em. Mà sao chồng chị chết? Trời ơi, anh ơi, anh chết quang. Chết quang? Dạ. Quang sao chị? Dạ, anh đang ngồi nhậu với mấy người bạn của anh vậy nè, có từ đằng xa có một chiếc xe tải chạy tới. Anh tưởng đó là một tấm nệm kim đan, anh bay lên trên đó anh nằm. Rồi khi anh đi luôn. Đi đâu? Đi chết. Hết chưa? Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt bé và hẹn gặp lại. Má này đu dây điện lắm nè. Mà nghĩ có thằng bé nào cái mặt già háp cho tôi không? Anh mua giùm em tờ vé số đi anh, giúp đỡ người bệnh tật đi anh. Chị bệnh gì? Đẹp mà khùng. Trời đất ơi, bà đẹp, bà biết bà khùng. Dạ anh. Tự tin quá đáng ha. Anh thôi được rồi, thấy hoàn cảnh tội nghiệp đó, mua giùm cho. Dạ. Vé số sổ chưa? Dạ rồi. Sổ hồi nào? Hôm qua. Sổ qua bán tôi chị bà nội. Trời đất ơi, chị buôn bán, chị lường gạt kiểu này. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái mặt nó quen quá vậy. Tôi chưa có lường gạt anh lần nào hết nha. Không phải, chị bình tĩnh tới đây nghe tôi hỏi nè. Chị là người của làng này phải không? Dạ. Cho tôi hỏi thăm câu được không? Dạ. Chị có biết ở đây mà ai là cái tên là Út Rớt không? Út Rớt?
Ừ. Chồng em. Mèn ơi, chị Út đây hả? Ai mà biết em vậy? Nãy giờ nói chuyện với tôi, nhìn mặt mày tôi mà chị không nhớ tôi sao? À. Dữ rồi. Coi như là tôi không nhớ đi. Má này té giếng mà lặn sâu luôn nè. Ai đây? Bà Đĩa nhớ chưa? Anh Bà Đĩa. Bà Đĩa hồi xưa ở sát chết nhà anh chị đó. Ở nhà bà Chúa Yến. Ừ. Trời ơi, anh trời lâu quá mới gặp. Nhớ rồi khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe. Sao giờ có mặt già hồi lúc trẻ vậy? Nói chuyện không biết bụt ngọt nào hết trơn. Trời, gặp anh tôi mừng quá trời. Thôi bây giờ bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Tới đây cho tôi hỏi thăm chút sao mà anh Út anh chết. Chị nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe coi. Anh Út anh chết làm sao? Trời ơi, tôi đi bán mà sao anh chết, đầu đuôi câu chuyện anh nhậu nhẹt sao chết, nói cho tôi nghe coi. Thì tại vì rồi, thấy chưa, trời đất ơi, bắt gặp quả tang rồi, thấy không? Mua bán không lo mua bán, trời đất quỷ thần ơi, ở đây bà đặt nói chuyện với trai, trời ơi quá lắm rồi, trời ơi bà quýnh quán lên thấy không? Đó là con đến nổi mà cái quần của bà không lấy mặt, bà lấy cái quần của tôi. Lột ra. Ở đây sao mà lột được, trời ơi, mà làm như bữa nay làm như thương tôi lắm, bị đặt ghen nữa. Không thương sao, bà đi đâu tôi cũng đi kè kè theo bà hết vậy. Ông nói ông thương tôi đúng không? Ờ. Vậy bây giờ ông chứng minh cho mọi người biết đi. Chứ có ông kia kìa, ông mới vừa gặp tôi tức thì là ông nói ông thương tôi tha thiết luôn đó. Ai cái ông mà bụng bự bự sáu mập bán xe ở ngoài Trần Bình Trọng đó hả? Không phải, cái ông kia kìa. À, ông kia là ông nào? Trời, ông nào mà gan dám nói thương em hả? Chứ sao? Được rồi, tôi sẽ chứng minh tình yêu của tôi dành cho em. Đúng rồi, nói đi. Em hãy lấy tim anh làm súng đạn để bắn vào mồm những kẻ nói yêu em. Chém sặc. Gì vậy? Giờ em làm trời gì? Trời ơi, ông ơi, ông làm thơ hay quá, nhỏ trong bụng nó ói luôn kìa. Nè, tôi cho bà biết nha, bà vừa phải thôi nha. Trời. Đến khi mà thằng nhỏ mà nó lọt lòng ra nha, nó lọt lòng ra mà ở dưới càm nó không có chùm này là bà biết tôi nha. Trời ơi. Ừ. Ông nói kiểu này mà mốt tôi có tiền tôi không dám làm gì từ đây cho đến lúc xanh luôn á. Chứ là để làm gì? Tôi cấy rau cho con tôi. Cái đó biết khôn à. Ôi, gì nãy giờ bà nói chuyện với ai, bà nói cho tôi nghe coi. Trời ơi, nói chuyện với anh Ba Đía đây nè. Thôi không có bà Đía, bà xạo mình Đía gì trong này hết trơn á. Ủa, ai anh Ba Đía hả? Anh Ba Đía. Anh Ba Đía nhà bà chú ý á. Đúng rồi, đúng trời rồi. Trời ơi, sao nãy giờ không chịu nói làm tôi ghen rồi. Ba. Con. Dạ. À, trời ơi. Trời ơi, anh làm anh cha tôi anh ba. Trời ơi, lâu quá trời quá. Lâu rồi làm anh dễ cho nó vui. Lâu lắm rồi đó, biết không biết bao nhiêu năm, tháng 10 năm. Lâu lắm rồi. Trời ơi, lúc này khỏe không? Khỏe. Trời ơi, gia đình con cái. Quên nữa, cha tôi hỏi thăm ba má anh chết chưa. Hỏi gì kỳ quá. Trời ơi, nói chuyện gì mà kỳ cục vậy? Đâu có gì đâu kỳ, tại vì hồi mà lúc còn ở lối xóm với nhau đó, hai bác thường hay qua chơi tâm sự với tôi hoài ha. Hai bác nói sau này có 100 tuổi già nhớ nói anh ba đem chôn chứ đừng thiêu nha. Ổng bả sợ chết cháy lắm. Đó, bởi vì vậy hả? Đất bây giờ đang đứng giá nè. Về suối hai ổng bả chết đi. Nói chuyện nha, tôi nhức đầu quá. Tôi cũng nhận anh đừng giận chồng em nha. Không mà đừng giận mà. Tính ổng vậy đó. Tính tôi vậy đó. Cái miệng mua lô ba la vậy thôi. Vậy thôi. Chứ trong bụng ông ác dữ lắm. Tôi ác lắm. Trời ơi. Tôi bán giấy số anh chị ơi, mua giùm em tờ giấy số nha. Mua giùm em tờ giấy số đi. Trời đất ơi, đó thấy không, có bầu có bìu đi cái tướng slide vậy đó, ham lắm có bầu hoài. Ủa bạn sao chị có bầu vậy? Sợ vậy bà có bầu là tôi làm cho bà có bầu. Trời này vô duyên quá. Tôi chứ hỏi rồi làm trả lời hết rồi. Rồi lâu ngày ngồi xuống đây hỏi thăm chút coi. Ngồi đây. Xuống đây hỏi thăm chút coi. Lâu lắm rồi ha, lâu quá nè mới gặp nhau ha. Ừ. Ủa cái đứa trong bụng đứa thứ mấy vậy? Đứa thứ 7 rồi đó anh. Mèn ơi, mới đây mà 7 đứa rồi. Thì mấy thằng lớn là lọt, thằng té, thằng xuống, thằng ao, con cái, thằng chùm. Anh đọc gì vậy? Tên mấy đứa con tôi đó. Đặt tên mà có dần có điệu vậy đó hả? Tôi tiếp bước theo truyền thống cha ông. Là sao anh? Có nghĩa là ngày xưa ông cố nội tôi rồi đẻ ra ông nội tôi rồi ông nội tôi đẻ ra tía má tôi đó. Đặt con cái có dần có điệu dữ lắm. Cho nên là tôi là cái người con, tôi phải đi theo cái truyền thống của ông bà. Ngày xưa tía má tôi đó đặt tên là đẻ ra tụi em tôi, anh em tôi đó là qua cầu coi chừng rớt. Hèn chi anh có cái tên Út Rớt nè. Thì tôi là Út Rớt nè. Khi mà đẻ tôi ra xong cái tự nhiên hai ông bà rủ nhau đi đoàn tụ viện gia đình đó. Cho nên cái càng ngày tôi càng lớn lên tôi có gia đình tôi suy nghĩ hoài à, không biết ý của tía má mình mà đặt con cái qua cầu coi chừng rớt mà rớt cái gì đây. Phải có mục đích đó, bởi vì tôi nằm tôi suy nghĩ cái tôi mới đẻ ra một nùi con tôi đó, tôi mới đặt là rớt lọt té xuống ao cái chùm. Trời ơi, đặt tên con có dần có điệu hay quá anh ơi. Chưa hay đâu nha. Trời ơi, tôi mà có sức khỏe tiền bạc tôi rủng rỉnh là tôi kiếm thêm 4 đứa nữa. 4 đứa nữa? 4 đứa nữa. Tôi đố anh gì chứ sau khi cái chủng rồi 4 đứa con còn lại của tôi tên gì? Thôi đi anh, ý anh sao tôi biết được. Tôi quên hết, cho hỏi coi. Sau khi cái chủng đó 4 đứa đó anh đặt tên gì? Nước văng tung tóe.
rớt lọt xuống ao giọng nước văng tung tóe. Đó. Trời ơi. Cha nội này công nhận tôi phục anh luôn nha. Đặt tên con có dần có điệu hay quá. Vậy là chúc mừng anh nha. Cái đứa trong bụng ngày thứ bảy rồi còn ba đứa nữa tôi chúc mừng. Bảy chúc mừng cái gì trời ơi, thằng ở trong bụng là cái đứa bảy kế hoạch đó. Trời ơi chứ đáng lý ra tôi tới chậm là tôi ngưng rồi. Ngưng uổng vậy. Trời đất ơi, trời ơi tiền bạc rồi giờ không còn nữa mà sức khỏe cũng kém, nhiên liệu rồi nó cũng cạn hết trơn rồi anh ơi. Bởi vậy nó khổ lắm. Tội nghiệp quá. Bảy kế hoạch. Bởi vì thằng nhỏ này là sao? Thằng nhỏ này bởi vì bây giờ cái tên của nó tôi nghiên cứu tôi đặt rồi là Hoài, mà làm sao để cho nó hợp với mấy cái tên kia. Và tôi nghĩ Hoài tôi không ra đó anh. Ê bây giờ sẵn có anh ba đây nè. Anh làm ơn đặt giùm tên con ở trong bụng tôi coi. Đặt tên con trong bụng của anh. Nhưng mà phải làm sao cho nó ý nghĩa nha. Nhưng mà dứt khoát đứa này là ngưng luôn phải không? Đứa này tôi ngưng luôn đó. Ngưng rồi phải không? Ừ. Rồi để tôi kiếm tên để tôi đặt cho con anh nè. Tôi biết anh hay lắm. Mà đặt tên là phải có vô dần vô điệu luôn. Vô dần vô điệu có ý nghĩa thôi. Chà cái này khó nghe. Đó bởi vậy nó mới khó. Được để tôi suy nghĩ coi có cái tên nào nè. Gắn giúp tôi ra. Rồi. Tên này đẹp luôn. Trời ơi mới suy nghĩ là có liền đó. Có ngay liền. Tên gì anh ba, tên gì nè? Ọc. Tên gì? Ọc. Rớt lọt té xuống ao cái chùm. Ọc. Nó bị uống nước đó ha. Thì té xuống ao phải uống nước chứ sao? Đây. Ý mà không được anh ơi, trời ơi nuôi nhỏ này lớn lên mà mỗi lần nó đi chơi đâu kêu nó về chắc khó kêu lắm mà anh. Sao khó kêu? Ốc à! Bơ! Ốc. Tại tôi kêu con tôi kêu heo rồi trời. Cái miệng có duyên quá. Thôi anh em giỡn chơi hoài. Anh được giỡn lâu lâu nhờ xíu anh giỡn được chọc hoài. Thôi đừng có giận nữa, bây giờ bạn bè hỏi chơi hỏi thiệt nào. Ừ. Anh đẻ cho một đùi vậy đó, rồi làm sao nuôi? Tôi đâu có nuôi. Vậy ai nuôi tụi nó? Tụi nó nuôi tôi. Trời anh làm cha mà làm vậy đó hả? Trời ơi không làm vậy thì sao làm cha? Nói vậy mà nghe được à? Trời anh nghe không được sao tôi nói? Nói chuyện ông nội này tôi lên máu luôn à. Bây giờ tôi hỏi nè. Sao? Anh đẻ cho cả đống vậy đó. Ừ. Rồi anh có cho nó đi ăn học không? Trời đất ơi tại sao anh hỏi tôi cái câu mà gì kỳ cục vậy anh ba? Thì tất nhiên là không. Sao vậy? Bởi vì tôi không biết chữ cho nó ăn học, nó biết chữ về nó dạy lại tôi thì còn gì đâu là thể thống gia đình. Chịu nổi ông không? Không có được. Sao vậy? Anh sanh nó ra là phải cho mấy đứa nhỏ đó đi ăn học à, để sau này mà nó lớn lên á nó còn biết được cái câu mà tiên học lễ hậu học văn. Ôi thôi anh ơi, trời đất ơi, hậu học văn mà sao thì không hiểu thiệt chứ còn tiên học lễ ai không biết anh. Thôi anh ơi, anh có học hồi nào đâu mà anh biết. Trời ơi cần gì phải đi học mới biết được cái chữ tiên học lễ. Tiên học lễ nó là truyền thuyết rồi anh biết không? Phải không? Tiên học lễ là gì? Là gì? Tiên học lễ có nghĩa là ngày xưa xưa thật là xưa, tuốt ở trên trời vào một buổi trưa nóng nực, mấy cô tiên mới rủ nhau đi tắm suối, tình cờ bắt được con ốc đem về luộc mà không biết cách nào để ăn, mới đi học lễ. Từ đó có cái câu tiên học lễ. Nguyên văn của nó là tiên học lễ ốc. Sau này người ta mới cải cách giáo dục đó, người ta thấy chữ ốc dư thừa người ta bỏ rồi để vậy đó, rồi muốn lễ về lễ à. Muốn lễ ốc bu lễ à, muốn lễ ốc dừa lễ à, muốn lễ ốc đắng lễ à, muốn anh biết lễ gì không? Lễ gì? Lễ cái con mắt của anh á. Đúng rồi, mắt tôi có một lẹo. Trời cha đi, tôi như đồ lễ mắt đó. Nói tầm bậy tầm bạ gì cũng nói được à. Bây giờ tôi dẫn chứng cho anh thấy nè. Anh nhìn lại tôi với anh đi. Sao anh? Đó, hai anh em mình cách nhau có 1-2 tuổi thôi. Mà anh thấy tướng tá tôi còn ngon lành sang trọng không? Anh là quá khỏe, quá ngon quá. Đó, rồi anh dòm lại cái bản mặt của anh coi. Sao tôi sao? Anh già quá già luôn. Mà anh biết tại sao anh già không anh Bắc? Đâu anh nói thử rồi tại sao tôi già. Anh già là tại vì anh ham đẻ nhiều mà anh già đó. Thôi vậy là chật lắm rồi, không phải đẻ nhiều mà già đâu anh ơi. Chứ sao? Sở dĩ tôi già là tại vì máu tôi máu xấu. Máu anh máu O hay máu U? Máu chó. Ê! Máu gì? Má chết rồi anh ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái gì? Thằng té làm sao? Nó đi bán vé số xong băng qua đường xe đụng đem vô nhà thương rồi. Trời đất ơi, trời chạy vô nhà thương. Chạy vô nhà thương lẻ lắm. Còn nữa. Ai nữa? Thằng Lọt. Lọt sao? Nó đi đánh giày. Ừ. Xong người ta để điện thoại trên bàn nó ăn cắp của người ta bị công an bắt luôn rồi. Trời đất ơi, hai đứa con thằng té thằng Lọt. Trời ơi anh ba ơi, thằng Tọt, thằng Lé. Cái gì? Thằng Lé với thằng Tọt hai đứa con tôi. Cái gì? Không à, thằng Tọt, thằng Lé. Cái gì? Thằng Lé, thằng Tọt, thằng gì? Thằng Té, thằng Lọt. Thằng Té, thằng Lọt. Thằng Té, thằng Lọt. Nín anh nín liền. Đó anh thấy chưa? Anh thấy cái hậu quả mà xảy ra cái sự này là do anh hết trơn á. Ủa sao do tôi anh ba? Anh đẻ con ra cho cả đống rồi không biết dạy dỗ đó mà xảy ra cái cớ sự như thế này nè. Cớ sự cái gì? Anh ba nói gì tội nghiệp tôi chứ anh ba. Trời đất ơi, tôi con cái tôi dạy nó hoài mà nó không nghe tôi. Tôi nói nó hoài mà tại vì nó không hiểu thôi đó anh ba. Anh dạy tụi nó làm sao? Tôi nói con à, mình là nghèo cho sạch.
thấy không? Đó, đó chứ con đó là cái thân phận của con là đánh giày, thì con phải làm sao là con phải ăn cắp giày chứ, tại sao con lại đi ăn cắp điện thoại di động? Trời đất ơi, anh dạy con anh vậy đó hả? Vậy không phải. Ý tôi nói là con là thân phận là đánh giày, là lo đánh giày, còn bà đặt ăn cắp chi? Nghèo cho sạch đó. Ủa tôi dạy con sao tôi quên rồi? Ông dạy con như vậy nè. Nghèo cho sạch, tắm phải có xà bông. Đó. Nghèo cho sạch, tắm phải có xà bông có. Hai vợ chồng hay quá, trình độ hợp vấn ngang nhau. Ngang nhau. Tôi quỳ xuống đi tôi lại anh với chị luôn. Trời. Ủa sao vậy anh? Trời đất ơi trời, cái câu người ta là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cái câu này nghe quen nè, tự nhiên trột trột vô làm như hay lắm á. Nghèo cho sạch, tắm có xà bông. Ông dạy. Bởi vì cái con người của bà đó, không rành về điện mà bà đặt sữa ống cống. Trời. Hay không à. Bây giờ anh ba anh có thể giúp tôi cái hoàn cảnh trong cái... Thôi, bây giờ anh với chị bình tĩnh đi. Nghe tôi nói nè. Bây giờ anh với chị chạy vô bệnh viện lo cho thằng nhỏ. Đúng rồi. Tôi lên trong công an, tôi lãnh thằng lớn về được chưa? Đúng rồi, hay quá. Đi, tôi quyết định vậy đi nha. Đi vô bệnh viện. Quên. Bây giờ tôi vô công an đó, công an hỏi tôi là cái gì của con anh, tôi nói sao? Thì anh nói với mấy anh công an, anh là anh ruột của con tôi. Ê khoan. Gì? Anh giỡn mặt tôi hả? Gì hả? Anh đẻ được tôi hả? À, trời đất ơi, trời ơi, anh hỏi gì mà chỗ gì, gia đình người ta đi lẹ lên được rồi. Gì? Cái gì vậy? Trời ơi, đau bụng quá. Đau bụng đẻ. Bây giờ đừng chụp được không? Cái tật không, mỗi lần đau bụng đẻ cái là chụp. Bởi vì đẻ ra đứa nào đứa nấy hả, cái đầu như trái dừa lửa vậy đó. Trời ơi, tôi đau quá. Trời ơi, bây giờ sao? Bà này bà có chữa dạ trên hay sao đó. Ta thường thường nó nằm như này bà có bụng cấp bóc bên trên này là chịu đời nổi không? Trời ơi, cái chuyện nó bỏ qua đi, bây giờ đau bụng kìa. Bây giờ đau quá. Bây giờ tôi hỏi thiệt anh thương vợ tôi không? Thương. Anh thương vợ chồng tôi không? Thương. Anh thương vợ chồng tôi, vợ tôi nó đau bụng đẻ giờ ra thôi ăn mấy anh đẻ giùm vợ tôi đi. Chị để tôi đẻ cho, tôi đẻ cho. Ủa anh đẻ anh không rặn, anh lấy gì anh đẻ? Trời ơi, tôi đau bụng chết giờ này còn. Thôi vậy, quên, chát liền. Chát. Ê, không được, trời đất ơi, có bầu không có được nhảy đầm. Không hại, tôi biết tánh vợ tôi mà, mỗi lần nó đau bụng đẻ là tôi với nó phải chát chùm chùm, bà chát ba chùm giờ bà bể nang luôn à. Trời ơi, tôi đi đẻ rồi. Rồi, bà đẻ rồi đó, bắt đầu bà đẻ rồi. Rồi bây giờ làm sao đây trời ơi. Trời ơi, không có được, tôi nói nghe, làm như vậy nguy hiểm lắm. Lập tức đưa chỉ vô bệnh viện liền. Đó, mà anh nhớ không, sáng mắt anh ra chưa? Anh phải nhớ cái câu là, dù gái hay trai, chỉ hai là đủ biết chưa? Dạ, tôi biết rồi anh ơi, trời ơi, đi liền. Đi. Dạ, đi. Dạ, tiểu phẩm hài đến đây kết thúc một lần nữa. Duy Mỹ, Hồng Phượng và Hồng Tơ, xin thân ái kính chào quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tất cả quý vị. Bao năm xa cách mẹ cha, hay chăng nơi chốn quê nhà, mẹ già trong ngóng ngày đêm. Thương con bao đêm trăng trở thân thờ, đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê hương.